megapixel cho smartphone lộ diện. Sản phẩm đến từ sự hợp tác giữa Samsung và Xiaomi. Cảm biến mới có tên ISOCELL Bright HBX, cho phép người dùng smartphone có thể chụp ảnh chuyên nghiệp không thua kém máy ảnh DSLR cao cấp. Ngoài độ phân giải cực lớn, ISOCELL Bright HBX là cảm biến ảnh đầu tiên có kích cỡ 1.33 inch, bề mặt lớn hơn cho phép cảm biến hấp thụ nhiều ánh sáng hơn trong điều kiện thiếu sáng. Tất nhiên, cảm biến mới của Samsung không chỉ dành cho chụp ảnh. Hiện tại, Camera phone trang bị cảm biến ISOCELL Bright HMX mới có thể chụp ảnh ở độ phân giải 6K, 30 khung hình trên giây. Tuy nhiên, Samsung không công bố mẫu điện thoại nào sẽ được tích hợp cảm biến ảnh mới. Đó có thể là điện thoại Samsung, Xiaomi hay smartphone của hãng khác. Với ISOCELL Bright HMX, điện thoại có thể chụp ảnh sắc nét ở ISO thấp, giúp giảm tối thiểu hiện tượng nhiễu ảnh, đồng thời cải thiện đáng kể mức bão hòa điểm ảnh.